Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Với chiếc Nissan X-Trail phiên bản 2.0 SL 2WD, phiên bản Premium sản xuất năm 2016, xe lắp ráp trong nước với 7 chỗ ngồi cho anh chị và các bạn quan tâm về dòng xe 7 chỗ giá rẻ hơn 500 triệu thôi. Với chiếc xe này thì đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Xe được trang bị đầy đủ những cái tính năng như là chìa khóa thông minh, màn hình cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa auto, tích hợp vô lăng cùng với đèn auto, có chế độ lái tiết kiệm eco và rất nhiều tính năng tiện nghi để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm đầy đủ. Em mời anh chị và các bạn có thể qua Auto Lam Việt, số 18 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội để có thể xem xe và lái thử. Đơn vị bán xe ra thì có cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục, xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhiều nhu cầu. Và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua tổng quan về nội và ngoại thất của chiếc xe X-Trail em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn đang ngay lúc này. Ở phần đầu xe thì nổi bật với những chi tiết đèn pha thích ứng cùng với những các chi tiết như là mâm, trang bị mâm đa chấu hợp kim, bậc lên xuống trang bị là bậc cứng, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ đầy đủ. Và bên trong đây thì anh chị bạn có thể thấy qua thì sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn hệ thống ghế lái và ghế phụ đều chỉnh điện. Các chất lượng từ những phần má ghế rồi đến phần củ số, vô lăng rồi là màn hình tapli taplo của chiếc xe vẫn giữ được độ đẹp. Bác chủ thì cũng đã nâng cấp hệ thống cam hành trình cũng như là bộ thảm trải sàn cho chiếc xe rồi. Anh chị mua chiếc xe này về sẽ không phải làm thêm gì nữa mà mình chỉ việc sử dụng thôi. Đây là những cái chi tiết về hệ thống ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai. Với không gian ngồi rộng rãi thoải mái cho 3 người ngồi, có trang bị cửa sổ trời toàn cảnh rộng lớn cùng với những cửa gió điều hòa trung tâm chính giữa ở hàng ghế thứ hai. Ở phần đuôi xe đây thì các bác có thể ngắm nghía qua từ những phần đường gân góc cạnh cũng như hệ thống đèn hậu và những cái phần hệ thống cốp của chiếc xe với cốp sử dụng là cốp điện. Mở cửa cốp rất là nhẹ nhàng. Bên trong đây là với những cái chi tiết đường led anh chị có thể tham quan. Xe thì nó cũng có trang bị cho anh chị và các bạn này, hai bên để ly cốc ở hàng ghế thứ ba của chiếc xe. Khi gập xuống thì nó sẽ có một cái không gian mặt phẳng rất là rộng rãi để anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ. Với không gian ghế ngồi, đấy, em sẽ mở hết cái cửa để anh chị và các bạn có thể tham quan và đánh giá cùng em. Với những anh chị và các bạn không hiểu biết về xe thì tốt nhất mình nên mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng thì mình có thể là check chéo đảm bảo an tâm cho quá trình sử dụng sau này, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn hay ngập nước, đảm bảo yên tâm hơn cho quá trình sử dụng sau này. Và đây là những cái đường nét chi tiết tổng quan anh chị có thể ngắm nghía qua từ những phần hệ thống vô lăng, rồi những phần đề lổ, màn hình giải trí, các phím chức năng của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là rõ nét. Tổng quan chi tiết em sẽ quay kỹ cho anh chị và các bạn có thể tham quan. Nếu anh chị và các bạn cần xem chi tiết cụ thể hơn ở phần nào thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể hỗ trợ và gửi đầy đủ thông tin cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Thông tin thông số của chiếc xe thì em có cập nhật trên web otosehoi.com thôi. Anh chị và các bạn có thể truy cập tại web để xem lại những cái thông tin mà em đã cập nhật cho anh chị và các bạn. Giá bán cập nhật thường xuyên. Và với chiếc xe Nissan X-Trail phiên bản 2.0 SL 2WD sản xuất 2016 hiện đang được đơn vị chào bán cho chị và các bạn với mức giá 535 triệu. Giá này thì vẫn còn thương lượng, hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn 50-70% giá trị xe. Chi tiết cụ thể hãy liên hệ em để em có thể hỗ trợ. Em xin chào và hẹn gặp lại.